Không phải là người Quảng Trị mà đến Quảng Trị rồi thì phải là ăn cay. Quảng Trị không chỉ biết đến là một vùng đất in đậm những dấu ấn lịch sử mà còn được biết đến là nơi được thiên nhiên ban tặng cho nhiều danh lam thắng cảnh đẹp với hình thế lưng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhìn ra biển Đông bao la. Nếu bạn có dịp một lần ghé thăm nơi đây, ngoài thích thú với tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm ở những khu du lịch tuyệt đẹp, thì bạn chắc chắn còn bị cuốn hút bởi chính vẻ đẹp cần cù, chất phác và thân thiện của người dân ở mảnh đất nhiều nắng gió này. Nhưng ngày hôm nay, tôi lại chọn cho mình cách khám phá vùng đất này thông qua một cánh cửa thú vị hơn, mà chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó chính là ẩm thực. Nhưng mà món ăn tôi muốn giới thiệu cho các bạn lại không nằm ở khu chợ này. Món ăn đầu tiên trong menu chính ngày hôm nay chính là món lòng xả. Những thành phần chủ yếu để chế biến món lòng xả là lòng heo, tim, gan, cật và xả. Tiết heo được đánh cho tan vụn, đổ vào nồi nước, cho xả, nêm gia vị và nấu nhừ. Điều thú vị của món lòng xả ở đây còn nằm ở chỗ nhất định phải kèm theo những chiếc bánh mì nướng giòn trên bếp than. Cầm một bát lòng xả nóng hổi trên tay thì tôi cảm thấy là nó rất phù hợp cho những buổi sáng mát trời như thế này. Khi thưởng thức, bạn sẽ thấy được hương vị của xả lan tỏa trong miệng. Sau đó là vị béo ngậy của lòng cùng chút cay nóng của tiêu và ớt. Nhưng bạn đừng quên là phải ăn kèm với bánh mì để cảm nhận rõ nét nhất, nét riêng biệt của món ăn này. Tuy nhiên là để tạo nên một hương vị của một món ăn ngon thì chúng ta cần có những bí quyết. Và bí quyết đó là gì nhỉ? Chị ơi, lúc nay em ăn cái món lòng xả nhà mình em thấy rất là ngon. Không biết là cái bí quyết gì để làm nên món ăn này hả chị? Cửa lòng xả là bí quyết gia truyền, xả. Xả có tác dụng khử được lòng, với là tăng thêm hương vị của cái xả cay cay về the the đó. Tại sao mà mình không ăn kèm với bún hay là phở mà mình lại ăn với cả bánh mì hả chị? Ăn kèm với bánh mì cho đỡ ngấy, về cho nó no thêm vị bùng với sáng cho đi làm. Đó. Là nơi vừa có núi vừa có biển, nhưng Quảng Trị cũng là vùng đất nhiều nắng gió, thời tiết khắc nghiệt. Để giải nhiệt cho mình thì người dân ở đây có nhiều cách khác nhau, nhưng có người còn nói họ giải nhiệt từ chính các gia vị cay nóng trong các món ăn. Và tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình ở món ăn tiếp theo. Bật mí một chút là món ăn này bạn cũng sẽ dễ dàng được thưởng thức khi đến với Hải Lăng. Bà ơi, để làm được một cái thứ bột như thế này chắc phải qua nhiều công đoạn lắm mà nhỉ? Nắm lưng mình phân bột ra lần. Bà cho con làm thử nhá bà nhá. Thì con làm thử đi. Đây ạ. Rồi. Cái phần đầu này thì mình làm như cắt thế nào? Vất à, bò vào lại một chỗ. Rồi cắt tới đó, ngã nó thì thức đó. Ngã đó. Ngã đây. Cắt ngã thức đi thôi đi. Chỉ cắt, cắt nhỏ lại một tí. Trông có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút thôi. Cái tên, cái này sao ạ? Sao bò xuống à? chứ điểm 9 điểm rưỡi thôi. Điều đặc biệt của món cháo cá này còn nằm ở chỗ, nếu như chỉ có một mình bạn thì sẽ rất khó để chế biến tươi ngon nhất bởi nó gồm rất nhiều các công đoạn cần nhiều người cùng làm. Bởi vậy, bạn sẽ luôn bắt gặp được không khí thực sự tấp nập của mọi người trong gian bếp và tôi gọi vui đó chính là món ăn của gia đình. Nãy giờ em thấy mọi người, mỗi tay, mỗi chân. Thế vậy thì chị đang làm đến công đoạn thứ mấy rồi ạ? Thì chị bước này là giai đoạn cuối cùng rồi. Chị sẽ cho em một bát để em thưởng thức coi hương vị nó như thế nào. Tôi cảm nhận được rất rõ cái dẻo dai của bột này kết hợp với lại sự thơm ngon của cá và một chút cay nồng của tỏi và ớt. Một hương vị đặc trưng của mảnh đất miền Trung. Anh cháo như thế nào em?
Ngon lắm chị ạ. Em thấy cái món ăn này rất là ngon rồi, nhưng mà em lại ấn tượng hơn bởi vì cái tên của nó. Tại sao lại là cháo cá vạt giường hả chị? Cháo cá này được thái từ sợi bột, nó được thái giống như là cái vạt giường á, nên gọi là cháo cá vạt giường. Em thấy là cái vị cay nồng đặc trưng ấy, nó dâm gian ở trong người. Người Quảng Trị ăn cay nhỉ chị nhỉ? Cay của người Quảng Trị đấy là đặc sản rồi, vì ăn cay là vừa giải cảm, vừa có thể là khử mùi tanh của cá. À, ra là thế ạ. Chưa ăn cay thì không phải là người Quảng Trị, mà đến Quảng Trị rồi thì phải là ăn cay.